bắt Oisin Huy Đức và bịt mồm báo chí, phe Tô đang lưu minh hóa bộ máy chính quyền ra sao? Vào ngày 29 tháng 5, thông tin nhà báo Huy Đức bị công an bắt và khám xét nhà đã tràn lan trên mạng xã hội. Tuy nhiên đến nay, báo chí nhà nước vẫn im thiên thít, họ đang bị khóa mõm, chưa được phép nói về vụ bắt bớ này. Chỉ đến khi nào Bộ Công an cho phép thì họ mới được nói và phải nói theo nội dung mà công an cung cấp cho họ. Kiếp báo chí lô bọc, ngay cả trong trường hợp được phép mở mồm thì họ cũng không có quyền đưa tin theo đúng sự thật. Trước đây, ông Nguyễn Cao Chí, đại gia chủ dự án khu du lịch Đại Ninh, cũng mất tích nhiều tháng trước khi ông Tuần Sô công bố lệnh bắt giam. Cách hành xử của Bộ Công an chẳng khác nào phường trộm cắp. Là cơ quan công quyền nhưng họ lại không công khai việc bắt giữ người, thì đó là bắt cóc, là cách hành xử của xã hội đen. Bộ Công an được mệnh danh là lực lượng chấp pháp, nhưng tức là họ cần phải làm theo đúng quy định của pháp luật, nghĩa là phải công khai, minh bạch và làm theo đúng trình tự tố tụng, chứ không thể giấu giếm. Giấu giếm thông tin bắt người là hành động của một chính quyền không có chính danh. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức đưa về Việt Nam rồi âm thầm mang về lên TV, nói rằng tự thú là cách làm của xã hội đen, của băng đảng, tội phạm. Và hành vi bắt cóc của Tô Lâm đã khiến rất nhiều thuộc hạ bị Đức bắt giữ và kết quả bị xét xử tội hình sự, đồng thời cũng khiến chính quyền Slovakia chỉ đích danh Tô Lâm là người nghi phạm chính. Bắt cóc là bất hợp pháp, cho dù là bất kỳ quốc gia nào, Bộ Công an không chỉ bắt cóc một mình Trịnh Xuân Thanh hay Nguyễn Cao Chí mà họ còn bắt cóc rất nhiều người khác, cả trong và ngoài nước. Tất cả những vụ bắt cóc này đều theo kịch bản âm thầm bắt, có thể bắt tại nhà hoặc chặn bắt ngoài đường, sau một thời gian thẩm vấn, thu thập thông tin rồi mới công bố lệnh bắt với báo chí. Trường hợp của nhà báo Huy Đức rất có khả năng cũng theo kịch bản như thế. Hiện nay, Tô Lâm đang củng cố quyền lực của thượng tầng. Chế độ này vốn đã lệnh lưu manh hóa lực lượng công an từ rất lâu. Tuy nhiên, với việc Tô Lâm lên nắm quyền, thì mức độ lưu manh hóa còn kinh khủng hơn nữa. Mức độ của sự lạm quyền, chà đạp nhân phẩm người dân sẽ còn cao hơn, nhất là việc bắt cóc sẽ càng trở nên phổ biến hơn. Đây chính là cách làm ưa thích của những tên độc tài khát máu, khét tiếng trên thế giới. Thượng tầng chính trị vẫn đang đấu đá, chưa ngã ngũ. Phe Tô Lâm chưa hoàn toàn làm chủ được cuộc chơi. Nhưng một khi phe Tô Lâm toàn thắng, nắm chắc Bộ Công an thì xem như Tô Lâm sẽ nắm được quyền lực tuyệt đối. Lúc đó, trò chơi bắt bớ tùy tiện sẽ được triển khai theo ý của Tô Lâm. Khi đó, nhà nước này sẽ biến thành nhà nước khủng bố. Tô Lâm đang dọn đường để tiến đến chiếc ghế quyền lực nhất trong đảng bằng bạo lực. Bạo lực với người dân, bạo lực với những ý kiến trái chiều và bạo lực cả với đồng chí của ông. Có khả năng một thời kỳ loạn lạc sẽ bắt đầu với một lực lượng kiêu binh mới lên ngồi. Ở thời điểm này, dù chưa nắm được quyền lực tuyệt đối, mà quân của Tô Lâm đã cho thấy sự lưu manh của một cách rõ rệt. Không biết khi nắm trọn quyền lực trong tay, thì lực lượng được mệnh danh là chấp pháp sẽ còn lưu manh tới mức nào. Vụ bắt giữ một cách âm thầm đối với nhà báo Huy Đức được coi là hồi chuông cảnh báo cho những ngòi bút phản biện. Sẽ không có ai an toàn dù hiểu biết rõ về pháp luật và thái độ ôn hòa. Ở một đất nước mà luật pháp không được nhà cầm quyền coi trọng, thì làm nghề viết, nhất là viết về vấn đề chính trị nhạy cảm, là một hành nghề rất nguy hiểm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình viết của báo.de với bản tin bắt Oisin Huy Đức và bịt mồm báo chí, phe Tô Lâm đang lưu minh hóa bộ máy chính quyền ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Ý đồ của Tô khống chế tổng, kiểm soát Trung ương Đảng. Ghế chủ tịch nước lâu nay chỉ là chiếc ghế mang tính lễ nghi, không hề có thực quyền. Nó được xem là chiếc ghế hữu danh vô thực. Hầu hết những người bị đẩy vào chiếc ghế này đều là những người thua cuộc trong các cuộc tranh đoạt ngôi vị tổng bí thư. Lâu nay, người dân vẫn gọi ghế này là giải an ủi, chỉ là gỡ gạc đôi chút
sau khi để tuột mất số độc đắc, tức là ghế Tổng Bí thư, ghế quyền lực nhất của Đảng. Lên ghế Chủ tịch nước, Tô Lâm có thể rơi vào một trong hai khả năng. Một là thành cá nằm trên thớt, hai là thành hổ chắp thiên cánh. Thế cá nằm trên thớt xảy ra khi mọi toan tính của Tô Lâm để gây dựng quyền lực cho nhóm Hưng Yên đều thất bại. Còn thế hổ được chắp thiên cánh là khi Tô Lâm thành công với mọi vị trí mà ông nỗ lực sắp xếp lại cho đàn em Hưng Yên của mình. Cho đến nay, thế của Tô Lâm không phải là thất bại hoàn toàn mà cũng chưa phải là thành công mỹ mãn. Mới đây, Bộ Chính trị đã chính thức công bố Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Đây là một thành công lớn và là một trong hai nước cờ quan trọng mà Tô Lâm đang nỗ lực thực hiện. Nước cờ còn lại là đưa Lương Tam Quang lên làm Bộ trưởng Bộ Công an. Cho tới thời điểm này, kế hoạch của Tô Lâm xem như đã thành công được 50 trên 50, còn 50% còn lại thì phải chờ kết quả đấu đá. Như vậy, cho đến thời điểm này, có thể nói Tô Lâm khó mà thành cá nằm trên thớt. Ông vẫn đang làm chủ cuộc chơi và rất có thể Tô Lâm sẽ là một chủ tịch nước quyền lực nhất từ trước đến nay nếu thành công đưa Lương Tam Quang lên ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Ngay từ khi mới nhậm được chức Bộ trưởng Bộ Công an vào năm 2016, Tô Lâm đã manh nha tạo ra luật chơi mới cho mình. Đến đầu năm 2024, ông đã cho quân bắt bớ hàng loạt tham quan cấp tỉnh mà không đợi Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Trần Cẩm Tú. Đánh nhanh, đánh úp và đạp đổ quy trình của ông Tổng, xem như Tô Lâm đã tạo ra luật chơi mới cho mình. Như vậy, câu hỏi đặt ra là khi Tô Lâm ngồi ghế Chủ tịch nước, ông có tiếp tục tạo ra luật chơi mới hay không? Hay ông an phận thủ thường như bao đời Chủ tịch nước khác trước đây chỉ đi tiếp khách và làm lễ nghi? Tô Lâm vẫn đang tiếp tục thực hiện ý đồ và mới chỉ thành công được một số vị trí. Nếu thành công ở vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, thì việc Tô Lâm tiếp tục tạo ra luật chơi mới là hoàn toàn có thể. Và bằng cách này, Tô Lâm đã làm cho các nhóm lợi ích phải khiếp sợ và phục tùng. Có khả năng với bản chất võ biển, Tô Lâm sẽ áp đặt bạo lực mạnh hơn so với thời Tổng Trọng nếu ông có đủ quyền lực. Có lẽ trong triều đại của Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước, ghế này sẽ không là ghế hữu danh vô thực nữa. Ý đồ của Tô Lâm là cài người vào ban bí thư để kiểm soát phe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chiếm lấy ghế Bộ trưởng Bộ Công an để cho đàn em Hưng Yên, rồi mạnh tay quẳng những kẻ không phục vào lò. Vừa khống chế được Tổng Bí thư, vừa khống chế cả Trung ương Đảng, ý đồ của Tô Lâm đã hiện lên rất rõ ràng. Thế mạnh của Tô Lâm là bắt người bỏ tù, điều tra sân sau moi ra vết đen quan chức, thủ sẵn như là thứ vũ khí lợi hại dùng để điều khiển đối tượng. Và Tô Lâm cũng chỉ có thể dựa vào thế lực này để xây dựng sức mạnh chính trị. Sự lớn mạnh của Tô Lâm đồng nghĩa với việc tất cả đều bị đe dọa. Không chỉ có toàn dân bị đe dọa nhiều hơn, bị bắt bớ nhiều hơn mà toàn đảng cũng đang bị đe dọa. Đấy là viễn cảnh nếu Tô Lâm thành công 100% trong việc bố trí quân cho nước cờ lớn của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin ý đồ của Tô Lâm khống chế Tổng, kiểm soát Trung ương Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.